Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời tiết tổng hợp tối 22 tháng 3 của kênh VTC14. Thưa quý vị, trong đêm ngày hôm qua, một vài cơn mưa nhỏ còn rơi rớt tại các tỉnh phía đông Bắc Bộ nhưng lượng không đáng kể. Sáng nay, trời nhiều mây, sau có nắng nhẹ và nhiệt độ cao nhất trong ngày đã lên đến trên dưới 30 độ. Tại các tỉnh phía Tây Bắc Bộ và khu vực Bắc Trung Bộ, hầu hết các nơi trời không mưa, nhiệt độ tăng lên so với ngày hôm qua khoảng 2 độ, nắng nóng đã xuất hiện trở lại ở một vài nơi. Còn tại các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng trở vào cho đến khu vực Nam Bộ, thời tiết ít biến đổi, trời ít mưa và nền nhiệt còn cao. Riêng tại khu vực Tây Nguyên vào chiều tối qua đã xuất hiện những cơn mưa rào và rông rải rác, một số nơi có lượng mưa khá, như tại thành phố Đà Lạt có lượng mưa là 19 mm, còn tại Đắk Nông lượng mưa lên đến 45 mm. Những cơn mưa nói trên đã mang lại cho Tây Nguyên một lượng nước quý giá giữa mùa khô hạn. Trong đêm nay và ngày mai, nơi có thời tiết dễ chịu nhất trên cả nước là các tỉnh phía đông bắc bộ với ngày nắng và ít mưa. Do chịu ảnh hưởng của đới gió đông đến đông nam nên độ ẩm không khí vừa phải và nhiệt độ thấp nhất đêm nay khoảng từ 22 đến 25 độ. Ban ngày trời giảm mây có nắng nhẹ. Nhiệt độ cao nhất ngày mai sẽ không vượt quá ngưỡng 30 31 độ ngay cả thời điểm giữa trưa. Còn tại các tỉnh phía tây của dãy Hoàng Liên Sơn và dọc theo các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào cho đến Thừa Thiên Huế, do chịu tác động của vùng áp thấp phía tây nên nhiệt độ cao hơn và thời tiết không được dễ chịu như tại các tỉnh phía đông bắc bộ. Trời có nắng từ khá sớm vào buổi trưa, cường độ nắng mạnh dẫn đến nhiệt độ đồng loạt tăng lên trên 32 độ. Một số nơi như tại mường lây, mường la, tuần giáo, sông mã, yên châu ở phía tây bắc bộ và tại tương dương, quỳ châu, con cuông thuộc khu vực bắc trung bộ nhiệt độ đều ở ngưỡng là từ 35 đến 37 độ, trời nắng nóng. Do ban ngày bầu trời bị hun nóng nên về chiều một số địa phương vùng núi có thể xuất hiện những đám mây rông vào chiều tối nhưng lượng mưa mà nó đem lại không đáng kể. Các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào cho đến khu vực Bình Thuận, Tây Nguyên và khu vực Nam Bộ, thời tiết ít biến đổi, ban ngày trời có nắng, mưa rào và rông vẫn có khả năng xảy ra một số nơi vào chiều tối, nhiệt độ ít có sự biến động giữa các vùng miền và dao động trong khoảng 31 đến 34 độ vào giữa trưa. Riêng các tỉnh Tây Ninh, Bình Phước và Đồng Nai nhiều nơi vẫn trên mức 35 độ. Trong hai ngày nghỉ cuối tuần, thời tiết trên phạm vi cả nước chưa có biến động gì đáng kể. Sau đó thì sang đầu tuần tới, vùng áp thấp chi phối thời tiết nước ta sẽ bị nén yếu bởi một khối không khí mát từ phía Bắc nên nhiệt độ tại các tỉnh Bắc Bộ có xuống giảm, thời tiết dịu dần đi và mưa rông có khả năng xuất hiện trở lại. Tiếp theo là dự báo chi tiết cho các khu vực. Tại khu vực phía Tây Bắc Bộ, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng có nơi có nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi từ 35 cho đến 36 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây có mưa một vài nơi, trưa và chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam mạnh cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ. Khu vực thủ đô Hà Nội và vùng lân cận, nhiều mây có mưa một vài nơi, trưa và chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam mạnh cấp 2 cấp 3 nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ, mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông ở một vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi từ 35 đến 37 độ. Khu vực Trung Trung Bộ, mây thay đổi, có mưa rào và rông ở một vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ. Khu vực Nam Trung Bộ, mây thay đổi, có mưa ở một vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Chuyển sang phần dự báo thời tiết cho khu vực Tây Nguyên. Tại đây, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông ở một vài nơi, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Khu vực Đông Nam Bộ, mây thay đổi, có mưa ở một vài nơi, ngày nắng, có nơi còn nắng nóng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 36 độ. Khu vực Tây Nam Bộ, mây thay đổi, có mưa ở một vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Phần cuối của bản tin là dự báo thời tiết cho khu vực Biển Đông. Tại quần đảo Hoàng Sa không mưa với tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam mạnh cấp 4, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ. Trong khi đó tại quần đảo Trường Sa có mưa một vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông mạnh cấp 4 cấp 5, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ thưa quý vị như vậy là trên phạm vi cả nước ngày mai trời đều có nắng trong đó các tỉnh phía tây bắc bộ khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế và các tỉnh miền đông nam bộ có nơi trời khá nắng nóng ngoài ra khả năng xảy ra những cơn mưa rông cục bộ vào chiều tối vẫn không được loại trừ đặc biệt là tại các tỉnh vùng núi bắc bộ và trung bộ hướng tới kỷ niệm Ngày Khí tượng Thế giới vào ngày mai 23 tháng 3 với chủ đề Theo dõi thời tiết để bảo vệ tính mạng người dân và tài sản. Hy vọng những bản tin dự báo thời tiết hàng ngày của chúng tôi sẽ mang lại những thông tin hữu ích đến quý vị và các bạn để cuộc sống của chúng ta luôn bình an, vui tươi và hạnh phúc. Bản tin sẽ được kết thúc tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!